chào anh chị nếu đang nếu anh chị đang tìm cho mình uh, áo thun đồng phục để mà phục vụ nhu cầu uh, cho anh em trong công ty hoặc là quán ăn thì uh, đây là clip mà dành cho anh chị đây anh chị thấy ông lulo vn anh chị click vào chọn áo thun lulo ha thì đây đó anh chị thấy là trước mặt mình là áo thun trong một giờ dịch vụ in đây đồng phục lấy liền, áo lấy liền, đồng phục mọi số lượng. Đây là một thông tin thú vị dành cho anh chị. Đây anh chị, mình cũng có thể tham khảo một đang giảm giá. À, đôi khi các sản phẩm bên mình cũng có giảm giá để mà hỗ trợ à, chia sẻ anh chị à, sử dụng thử cái sản phẩm bên mình và đồng phục giao hàng trong giờ. Đây là cái, nếu anh chị đang có nhu cầu gấp thì đây là những cái mẫu áo mình có sẵn. Yeah sau khi mà anh chị tham khảo xong ví dụ nha mình chọn một cái mẫu áo ngẫu nhiên đi áo thun nam xanh da phối đỏ đây 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 là những cái size áo mình đang có sẵn đây size S S M L và có số lượng luôn nha anh chị đó vậy thì anh chị thực hiện các bước rất là đơn giản đó là chọn màu áo kiểu áo rồi chọn size áo à, mà gửi cái nội dung cần in bên mình sẽ lên mẫu cho anh chị về thiết kế rồi mình lên áo và giao hàng rất là nhanh hãy gọi điện thoại hoặc zalo đến số 0909 506 533 để được tư vấn nghe là tức nha anh chị đây mình ra mình đây xem đây à, rất là nhiều mẫu áo nha anh chị có áo nam áo nữ áo trơn áo phối đầy đủ hết trang 1 và trang 2 ha. Ngoài ra thì trang web mình khi vô đây anh chị cũng thấy nè. Cái mẫu áo thun một áo thun đồng phục thì dễ nè. Đây. Đó. Nếu mà anh chị chỉ mua áo trơn thì có cái giá sẵn luôn 74 000 ngàn Và áo là anh chị được chọn theo màu tùy ý và mình chấp nhận đơn hàng từ một áo trở lên anh chị không phải, phải ngại về số lượng về phần dịch vụ in nè anh chị sẽ thấy là về vị trí in các mẫu tham khảo và thông amazon thì vị trí in thì anh chị sẽ thấy là à, đây là những cái vị trí ví dụ như là logo tay áo và vòng cung sau lưng mình có rất là nhiều vị trí anh để anh chị tham khảo làm riêng cho mình anh chị thấy cái vị trí nào phù hợp cho thương hiệu của mình thay anh chị áp dụng không có gì hết à, đây là những cái vị trí phổ biến ví dụ như logo này là vị trí là đây vị trí logo một áo vẫn nhàn anh anh lấy liền không giới hạn màu sắc công nghệ in hiện đại xem chi tiết bên dưới đây anh chị mình đang sử dụng năm công nghệ in phổ biến nhất hiện nay đó là in chuyển nhiệt, in ép vinyl hay còn gọi là đề can áo thun, in kỹ thuật số hay là còn gọi là công nghệ in trực tiếp lên vải, in lụa và in pet. À. Đương nhiên là cái cái việc in này là bên mình sẽ kiểm tra vải để mà mình mình quyết định cái việc công nghệ in nào là phù hợp nhất anh chị. Các cái dòng sản phẩm khác ngoài áo thun ra như là mình có làm áo thông bạn hữu nè làm tập về nón lưỡi trai à, móc khóa thương hiệu cờ bơ lô vải dây rút khẩu trang vân vân mình chọn thử một cái tập về nha anh chị đây mình có tập về yếm à, nó dài ha và tập về ngắn anh chị à, một số anh chị cũng chọn những cái combo như là cặp về áo thun nón rồi móc khóa mình thêm một bộ ha em mình xem cái tập về yếm thử có rất nhiều mẫu rất nhiều màu đến chị lựa chọn cặp về dòng sản phẩm được lựa chọn nhiều nhất giá đã gồm một hình in đó là giá mình đi mấy cái đây là gồm một hình in rồi nha và chấp nhận đơn hàng với một cái thôi anh chị có thể mua thử hoặc là số lượng nhân viên mình ít thì uh, bên mình cũng không có giới hạn về số lượng đặt hàng cho nên chị cứ thoải mái chất liệu cặp về nè vải kaki màu sắc mình đang có sẵn là xanh da xanh đen đen đỏ đỏ đô vàng và cam anh chị uh, rồi ngoài ra mình còn có uh, đây là những uh, đánh giá của khách hàng anh chị có thăm có thể tham khảo ý kiến của một số khách hàng đã và đang ủng hộ áo thun lulo nha anh chị đây Đó. rất là nhiều ha rất là nhiều mẫu rất là nhiều sản phẩm móc khóa thương hiệu có thể là móc khóa để tặng khách hàng của mình cũng có thể làm móc khóa để vừa là móc khóa tặng nhân viên mà cũng có thể là mình làm cái giữ xe chẳng hạn thẻ giữ xe nên chị ha rồi chào anh chị nha đừng đừng ngần ngại liên hệ với mình số điện thoại 0909 506 533 để mình tư uh, vấn thêm nên anh chị có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan nha anh chị chào anh chị